Xin chào tất cả khán giả của Thiên Hà Audio. Trong các bộ dàn âm thanh thì phần dây dẫn là một trong những thành phần thuộc hàng quan trọng nhất. Đó là những phụ kiện mà quý vị các bạn nên để ý đầu tiên khi muốn nâng cấp chất lượng âm thanh của bộ dàn. Và với những bộ dàn có giá thành cao cấp và rất đắt tiền thì vai trò của dây dẫn càng ngày càng phát huy được cái giá trị của mình. Và hôm nay thì Thiên Hà Audio muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một trong những cái dòng dây dẫn cao cấp, có thể gọi là cho âm thanh thuộc hàng bậc nhất hiện nay, và nó rất nổi tiếng trên thị trường, được rất nhiều người yêu thích. Đó chính là dòng dây loa Nodos đến từ Mỹ. Và cụ thể sản phẩm ngày hôm nay mà Thiên Hà muốn đưa đến, giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là dòng sản phẩm dây loa Valhalla 2. Nó quá nổi tiếng rồi, chúng ta sẽ cùng quan sát và có những cái sự phân tích để thấy là tại sao nó rất xứng đáng để sở hữu với những ai đang chơi bộ dàn âm thanh high end. Valhalla có phẩm cấp là dòng dây cao cấp high end. Nó đứng dưới cái dòng sản phẩm thượng hạng đầu bảng là Odin. Dây Valhalla 1 được giới thiệu từ năm 2000. Nó đã thực sự thiết lập nên một cái tiêu chuẩn tham chiếu trong phân hạng của nó, khiến nó trở thành một trong những dòng dây cao cấp hay nhất cho đến khi dòng sản phẩm Odin đầu bảng xuất hiện. Và sau đó 13 năm, khoảng năm 2013, thì hãng đã tiếp tục nghiên cứu và cải tiến cho ra mắt thế hệ Valhalla 2. Đó là sợi cái bộ dây dây loa mà quý vị các bạn đang được quan sát, đó là dây loa Nodos Valhalla 2. Hãng đã tiếp tục nâng cấp chất lượng âm thanh vốn đã rất hay và còn trở nên là tuyệt diệu hơn với cái thế hệ dây mới Valhalla 2. Dây loa Valhalla 2 đã rút ngắn khoảng cách, tiến gần đến chất lượng âm thanh của dòng dây Odin nguyên bản thế hệ đầu. Dây loa Valhalla 2 bao gồm 28 dây dẫn được chia thành 4 nhóm. Tức là với một cái bảng dẹt như thế này, chúng ta có tổng cộng là 28 dây dẫn nhỏ và nó chia thành 4 nhóm. Như vậy là mỗi nhóm sẽ có là 7 lõi. Mỗi dây dẫn được làm từ lõi xoắn với cái tỷ lệ đồng nguyên chất lên tới là 8 số 9. Và nó được mạ bên ngoài với 85 micron bạc. Valhalla 2 sử dụng công nghệ dual micro monofilament được ứng dụng thay thế cho dây Teflon đơn trước đây. Và dòng Valhalla mới sử dụng đến hai dây Teflon mỏng hơn được xoắn lại với nhau trước khi quấn quanh lõi chính. Công nghệ được Nodos coi như là phiên bản cải tiến của micro monofilament. Sự cải tiến này giúp gia tăng khả năng giảm chấn cơ học của dây dẫn. Và cái công nghệ micro monofilament đã được ứng dụng cho Valhalla thời kỳ đầu, và sau đó là cái công nghệ có cái tên là dual micro monofilament là bước nâng cấp đáng kể được trang bị cho dòng Odin đầu bảng. Và nay nó đã được trang bị cho dòng Valhalla 2. Đó chính là cái sự lý giải vì sao có một sự chênh lệch đáng kể về mức giá giữa hai thế hệ Valhalla 2. Thì Valhalla 2 có mức giá cao hơn tương đối rõ so với thế hệ Valhalla 1. Và tất nhiên đi kèm với cái sự nâng cấp về chất lượng âm thanh thì giá thành là cao hơn. Như vậy là nó cũng khá hợp lý. Nó được ứng dụng những cái công nghệ từ Odin đầu bảng thế hệ 1. Chính vì vậy mà hay hơn, đắt hơn và nó tiệm cận dần đến cái chất lượng âm thanh của dòng Odin nguyên bản. Và khi quý vị và các bạn sử dụng dây loa Nodos Valhalla 2 thì âm thanh của mỗi bộ dàn thực sự có những chuyển biến đáng kể và có thể nhận thấy rõ ngay từ những giây đầu tiên khi trải nghiệm. Các giải tần âm thanh sẽ trở nên rất rực rỡ và rất sống động. Valhalla 2 bổ sung thêm một lượng lớn thông tin âm nhạc, kèm theo đó là độ chính xác và điềm tĩnh trong cách thể hiện. Nhưng mà sự sinh động lại không hề bị làm quá mức, nó vẫn giữ được các giải tần ở mức cân bằng, kiểm soát. Đáng phải nói đến là các chi tiết cực kỳ nhỏ được thể hiện vô cùng tinh tế.
Và mức giá của dây thì sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy theo độ dài của dây dẫn. Như ở đây Thiên Hà Audio đang có là bộ dây loa Vala 2 có độ dài là 3 m. Nó sẽ có giá tham khảo chính hãng từ nhà phân phối là 355.600.000 đồng. Đó thực sự không phải là một mức giá thấp cho một cái bộ dây loa, và nó sẽ phù hợp với những bộ dàn có giá thành rất lớn, lên đến vài chục, thậm chí là hàng trăm ngàn đô la. Nhưng mà sự cải thiện của nó thì thực sự là có thể dễ dàng nhận ra. Và mình khuyến cáo là khi sử dụng dây loa Vala 2 thì quý vị và các bạn nên đồng bộ cái thương hiệu dây. Cái này là theo khuyến cáo của cả nhà sản xuất luôn. Tức là quý vị nên sử dụng dây tín hiệu cũng là cùng dòng, là dòng Vala 2. Dây nguồn, tức là hãng khuyến cáo là các bạn nên sử dụng đồng nhất cùng một dòng sản phẩm, cùng phẩm cấp, để có thể khai thác được tối đa hiệu quả của từng bộ dây, cũng như là đạt được cái chất lượng âm thanh tổng thể tốt nhất. Đấy là lời khuyên của các chuyên gia đến từ Nốt Đốt cũng như là Thiên Hà Audio. Cảm thấy lời khuyên đó hoàn toàn chính xác sau khi đã có những cái sự trải nghiệm thực tế với những bộ dàn âm thanh ở đây cũng như ở nhà quý khách hàng. Và nhắc lại một chút về giá, bộ dây 3m Nốt Đốt Vala 2 có giá chính hãng mới tham khảo là mức 355.600.000 đồng. Và quý vị các bạn hãy đến Thiên Hà Audio để có thể trải nghiệm cũng như là sở hữu bộ dây dẫn này với mức giá tốt nhất trên thị trường. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sắp tới.